Vũ ghê chứ nhổ. Trời ơi, đổ mạnh mà em. Quý dễ Vũ hả chị? Trời em cụng cái gì, cái em bỏ ly xuống nha Châu. Ô Khánh lộn. Lộn. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của một thằng em nha các bạn. Hôm nay là anh em của mình cùng với các bạn của mình ở đây là có tổ chức một cái buổi tích niên nho nhỏ. Bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng với mình, cùng với tất cả những các bạn bè mình ở đây cùng thưởng thức cái buổi tiệc nho nhỏ này nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu ha. Trước tiên thì các bạn cũng đã thấy cái món lươn nướng này ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái buổi tiệc ngày hôm nay ha. Cảnh nó phá mồi mà. Phá rồi lên vô làm vậy. Vô. Gì tôm hả? Gì tôm bỏ lẩu bỏ đi. Trời ơi hàng đó nó khác. Trời ơi vô làm vậy là hai đứa làm vậy. Bắt. Vô làm vậy. Trời ơi trời. Chưa mồi mẹ. Quá tao nướng rồi mày nói gì vậy? Đây đây gấp em dục cái tiếp nha. Anh em ngủ sẵn rồi. Vô mà nói gì đâu, đá bọt gì không có. Đá người ta nha. Bản anh thích đá anh. Anh em cần cái máy ông lên vô đây đi ông ơi. Ừ vậy đá. Em không biết chứ. Đâu biết mà ông đem mọi mạng gì lên trên trời. Chi đó nó điện nó nghỉ nó không nghe máy. Cảnh này nó ngồi chỉnh đó là phải rồi, nó nói nó nướng. Mẹ, mọi người. Ở đây nó còn đâu. Có mà. Rồi phát với em gì nè lên luôn nè. Phát. Người ta vô ngồi hết trơn rồi. Quyến quá. Thoải mái còn ngồi đây nó khó. Đừng ăn mà chết rồi bà ta khó ngồi. Vậy hả? Mày nướng vô trong. Đang ngồi coi. Nãy tao quên tao đang mua bộ đồ bộ này. Nó cái lưng nó giãn dễ dễ ngồi. Thì mà cởi quần nó ra thì nó dễ dễ luôn mà. Tôi thương không nghe à, cái bọc của em mới lấy của mày tính đằng bỏ xương hay dụng mất tiêu rồi. Đã bọc rồi. Nhiễm mày dạng bỏ đi. Bỏ đi hồi gió nó bay bay rồi sao? Mẹ sức sức lương anh ơi. Cái quý. Rồi rồi tới mà nó dài nó. Có đầu biết bên mình mới được thôi nó tắt nữa. Trời ơi trời lương chưa chín chưa vậy? Nghỉ nhau chưa chín. Vẫn còn quá. Cái này gì vậy? Mới chanh mà không? Không có móng không? Dạ nè. Mày đứa uống ly vậy? Ai vậy? Quên quên. Đâu uống ly được quên, nên khui vô. Cái gì đó? Ông bị vô năm ngoái cho đây vô lại vô. Bảy rồi. Để hồi vợ chồng mình ngủ đây luôn phải không? Để đứa nào cũng uống vậy. Đây, mình mời tất cả các bạn đây cùng nướng nha các bạn. Quá là ngon rồi các bạn ơi. Đây bao. Kìa có cái giường dân hùng sẵn luôn rồi kìa. Tạo mất trên. Còn miếng ghế rồi. Miếng ghế. Dưới gắp rồi để bỏ hồi vàng nhé. Teo hết rồi.
bản. Đúng rồi Nguyên ơi. Ở đây mà không có gì quần áo thư thư gì đây nữa. Vậy vô cái nào Tâm? Vô. Vô. Hả? Biết mặt đâu trời. Biết mà. Biết đâu thì nhỏ cầm phích hoài phải không? Đúng rồi. Nó làm anh chưa nghỉ bộ. Phải không? Chưa nhậu lần nào. Chưa giờ làm em biết nè. Trời ơi trời ơi. Cảnh ông Thúc rồi đây. Không phải ông Thúc đó. Quyên con ăn mì không? Viên à lấy gấp ăn hả? Ăn bỏ vô miếng. Cái này chín không trời? Quyên con ăn quay. Thịt bò á. Thịt bò nó dai nhách luôn rồi đó. Nè nước tôm đi cho bà nội nước tôm ăn đi. Vậy hộ lại vậy không? Thấy giá này múc lên. Thịt ba miếng thịt tao bỏ đây mất tiêu rồi. Giá vậy? Thấy giá này múc lên. Giữ giá rồi. Sớm không? Sớm mình đã cắt mỏng 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 nha tao nhúng. Chứ uống với đầu bếp. Này à. Uống với đầu bếp đi, đầu bếp công nay xuống nấu lẩu đó. À, ai à. Trên chị mẹ về. Chị ơi chị, chị Nhung không? Chị ăn với tem rồi chị. Trời ơi, thôi đó. Làm ly đi Nhung. Ừ. Ờ, uống cái đó chịu, chú uống cái đó chịu. Cho cái là quấn. Dạ, cái đâu nè. Trời ơi, cạn cái là cạn cái này. Cạn cái này hả? Cạn cái này nè. Vô cái này. 1, 2, 3, vô. Sao kỳ vậy anh Quý? Vô em. Vì sao nay uống ngọt? Dạ điện thoại cho em vợ lên nó lẹ. Nước mình đi ai? Tâm tâm. Tự nhiên gót đại quá rồi, cũng cạn chứ chứ. Thế. Ừ. Quý sao coi được. Bên này nó chiếc sang này đắng quá ta. Ủa nãy gì ngọt lắm anh. Không phải nó đủ. Chơi gì vậy? Ai chi phí? Trốn chết chị ơi. Qua thì cũng đâu quắn chết luôn, tới nay còn bây giờ xin rồi. Đi đâu à? Đem Tâm. Anh hôm đó chị không biết em về luôn á. Đi. Em ra đây đâu. Về tối nhà nói em biết á. Về tối nhà. Đúng hả? Đúng nhà không. Về như thế. Cái tội về mà mua xe mà không rửa nó kìa. Ồ. Dạ dạ. Rửa đầu á. Thấy chị đâu? Rửa đầu á. Thầy. Điểm ngược thì điểm xui rồi. Vô anh. Vô quấn. Trời ơi vô cái đây. Vô. Vô này vô đây vô nha. Bà này. Ra vô. Tôi xong rảnh chị. Ừ, rảnh nhậu này đâu. Bữa nay nói đem quần theo nhậu uống. Rồi vô thì uống đi ông. Uống thử miếng anh nó ăn. Rồi chín rồi, rồi chín thành tôm. Chín 3 ngày hả? Vô đóng thùng không nổi luôn á. Hello. Cái này có gram không? Không mà. Là chị có nhẹ đó chỗ đây anh. Sao chị thường có này nướng không nhậu luôn. Đang ngay mà. Vô. Thấy cảnh cầm chén thấy quải rồi. Rồi lột cái xử luôn đi. Bẻ cái que ha, giục vô nha. Bẻ càng nó giục lên với kiểu này sao. Dắt mấy anh Tâm đi hết đi rồi hãy bỏ vào vô. Hello. Để giờ mấy anh Tâm chín chưa? Chạy chạy đi giờ tới đâu rồi? Vậy chạy thẳng luôn. Chạy thẳng không chạy thẳng quốc lộ tới, chạy thẳng tới đó đi. Bùng cả. Chạy thẳng tới 98 á. Ờ rồi tới cầu Phú An rồi chui ra cầu. Mang đi Quân sao chết. Chơi vô Quân. Để định vị đi. Được rồi. Có gì gọi đó nha. Hay à? Không. Ủa đâu dưới chạy lên. Giờ ông thấp gì mà. Ừ. Phú, để xuống. Rồi, chấm, bút cái coi. Anh cảnh có bút. Cái hộp giấy nào hiện. Từ từ. Thằng giấy rồi. Đâu? Viên xuống lấy một còn giấy nữa gì? Anh cảnh. Lấy cái chén ra người ta lợi con tôm người ta quất. Cái chén là cho cái chén. Nè, cảnh vô. 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 Ờ. Cho chị viên miếng giấy này.
ngon. Rồi nãy giờ mình không mấy chai thì cứ để ở đây mấy chai cho cậu đi. Tao vậy. Vậy vậy. Đây mình chơi cái này hết cái đi rồi mình tới chai đi. Đúng dặn làm sao? Đâu vậy được. Từ từ với để em gót cho nè, mọi người mời đi rồi em gót cho lại. Em gót mời cho đi rồi mới tới tôi tối. Còn bọt anh ơi, giờ anh gấp nữa anh tao. Đúng nha. Chuối chuối thằng cầu á. Ừ, quay ngược lại xuôi chiều. Sao lại mình vậy đây? Nguyễn Nguyễn sao biết được? Vô mới được. Chuối nhà cầu chưa? Ờ, qua cầu có đường đó, chú ý quay ngược lại. Thằng đi Cảnh ơi, nó giỡn mà. Quay ngược lại tới cái bãi xe. Nè, chặt rồi, mình chưa được. Vô. Phải, dạ. Phải... Tới đâu? Phải chặt. Tới đâu rồi? Để vậy rồi, chết luôn rồi. Chú ý vậy, tới chú ý. Chú ý ra cầu. Thì tại nó càng nó dài quá nha. Chạy hẳn xuống xíu, có cái bãi xe hủ phúc đó, rồi có cái đường đó, quẹo vô. Ok. Xin chào ạ. Ủa nó vô đây rồi nó nói gì ạ? Không biết đường vô hả? Quên. Ủa hai đứa nó đều vô hết mà. Ừ. Không hồi nãy chị cũng ém quên rồi. Ủa bữa chị có nữa hả? Không cái. Nãy. À. Đó nãy em chạy mấy bên kia em nhìn bên đĩa. Tức là không nhớ cái cầu bảy. Nếu mình có còn cái cầu không có nhớ. Cầu mình qua cái số 7 cũng xong cái đường. Ngang cái cầu qua sông. Vô cái đường qua sông. Đi lộn cái nhà. Còn này là sao với thiện như thiện? Nói thiện thiện. Cầu không? Không, bà con không biết nữa. Chết luôn. Mà biết ổng không? Vậy? Biết ổng không? Không. Cái điện chổng á. Cái điện chổng nó chạy. Ông nội đang này nè với bà. Ủa, hèn chứ nhìn. Ủa gì không biết tôi đâu. Hồi nãy quay ông đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng biết. Đi với Ngân. Trời ơi, vậy không biết trời. Trời ơi, hèn rồi. Ủa ngay đây. Trời ơi, con gái rồi. Nãy giờ nhìn nó quen quen. Nhưng mà không biết. Quen quen mà sao không nhớ. Không biết. Không biết thiệt luôn á. Tại vì vậy như mình gặp nhưng mà tòa đây có trang không ai đâu biết. Đem có trang không? Ở trong kế ngoại thì má mà ông nội đó với bà nội tôi là chị anh em ruột. Vậy là đi chung bằng với Ngân nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi ai đâu biết đâu. Đâu có nhìn ra không? Không biết luôn á. Nhớ nhớ. Không nhớ cũng nhớ ngoại đó nhưng mà nãy giờ không có dám nhận luôn nha. Ủa còn hai cái càng luôn. Thiệt nắp. Ấy còn thêm đi ra vậy Quân. Con lưu gì vô này vô luôn gì nè. Hả? Nãy tưởng đâu không biết nhà nhà quẹo tới hay ba. Còn bên kia sao? Lấy đó kia à. Còn quần phát mấy chai rồi chai đâu nó đi gì đâu tăng nhách vậy? Chai lại. Trời ơi cái tăng nhách này thiệt chăm sóc mình phát kìa thiệt. Nghe nè mình xuống xuống chai đều rồi gọi. Đúng không? Chết luôn. Đúng rồi. Nãy khu bên đây nó khu bên kia mà sao mà mấy chai kia đâu hết trơn rồi. Thế nào? Kìa. Ổng xuống lật lỡ đi luôn á. Hết rồi, xuống hết rồi. Bữa này là gì anh á? Anh nút chót á. Anh lo là YouTuber, anh lo YouTuber. Dạ anh giỏi cái chạy nhà chạy đâu. Chết rồi. Chị không? Rước chị vô đây không? Thì rước thì hai mình đi rước. Nhưng mà giờ mình giải quyết hết cái đại đi để đừng đi. Vô nghe đi rồi đi rước chị nè, anh xuống rồi đó. Ê, quay lại nghe. Ừ, quay lại nghe ông thôi, tôi ăn hết vô đây mà nó mà thấy vậy. Ủa thấy chưa biết được hả? Vô rồi mẹ. Kệ tới kìa. Không nghe tôi nói gì ông Quế. Thôi anh cho anh em mình về nó vô mình về nó. Hai người đứng lên, hai người đứng lên. Dạ mà. Hai người đứng lên, hai người đứng lên. Từ đây em ăn hết luôn, bỏ cái đồ vào đây. Ê, mày nói vô nghe không? Trời lầm, vô cạnh nó cổng thôi à. Nghe bộ ơi. Em bộ rồi Cánh ơi em đẹp sẵn rồi Cánh ơi. Nghe hiểu. Chơi rồi biết vô. Tại giờ em hứa nó rồi. Giờ em đẹp rồi. Có gì không? Ảo. Trời ơi lâu quá gặp chết rồi. Ôi, bạn đánh đâu rồi? Bạn đi chậm dưới rồi trời. Thôi, hai mình về. Về. Anh Cưng.
Hai đứa là chơi nha. Hai đứa là chơi về trước. Cái đưa lên để hoài luôn hả? Chưa góp trời. Cái gì em thoải mái màu xanh. Cậu em đó. Cậu em đó. Nhưng mà nhỏ hơn chị thì em chị. Cho. Đây được nè. Trả lời. Lên mà nhậu không phân cậu cháu. Đừng kêu mày tao là được. Cho cậu cá. Mấy giờ đó? Cậu chị. Cậu đen quá. Cậu. Nè, năng ly nè, khách. Khách, chị mời em. Vô được. 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 Không phải kêu chị Châu kia chứ không phải là tin chị Châu rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đang nhớ. Đang nhớ. Châu nào? Châu nào? Tại để nó để nó bị làm liệu á chứ. Châu nào? Là T nha rồi. Châu là T. Tại Châu nào? Châu nào? Rồi 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 rồi. Châu 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 rồi. À, nói chung là nãy giờ nhà mình cũng ăn uống cũng gần no nê rồi nghe các bạn. À, mình cũng tạm dừng video ở đây. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.